Xin chào các bạn, mình là ông Chuyên. Hôm nay mình đã sửa một chiếc màn hình máy tính Dell hiện tượng không liên nguồn. Mình có tháo ra mở ra kiểm tra thì hiện tượng là nó nháy ấy, sáng vài cái và tắt nhé. Đây mình cắm điện này. Có thể nhìn thấy mờ qua cái lỗ này nó nháy ấy, nháy một tí thì tắt nhé. À, nó khởi động qua cái bóng đèn của mình. Đây mình cắm trực tiếp đây. Các bạn để ý chỗ cái bút của mình chỉ này, cho mấy cái này nó nháy nháy một tí nhé. Nó có sáng này, có sáng đèn đèn một lúc này, đấy nó lại tắt rồi đấy. Sáng này. Nó muốn khởi động nhưng không khởi động không được ạ, sáng nó lại tắt nhá. Biết các bạn có nghe được cái âm thanh gì không? Hôm nọ mình phát hiện bệnh bằng cách nghe nhá. Mình nghe có tiếng réo ở cái khu vực này này. Và sau đấy mình đã dùng camera nhiệt mình kiểm tra thì và phát hiện ra có một điểm nóng bất thường nhé. Đây các bạn nhìn nó nóng ở đây này. Nó là một con IC nhỏ ở dưới này này, mình zoom lên cho các bạn xem. Thực ra lúc đầu thì mình cũng tháo cái phần tấm nguồn và tấm điều khiển thôi. Mình quan sát bằng mắt và kiểm tra nhiệt không thấy bất gì bất thường nhé. Mình cũng không biết sâu cái này đâu. Lần đầu tiên mình sửa màn hình máy tính mà mình cũng không chuyên sâu về màn hình nhé. Nó hiện tượng hiện đang nóng một con chỗ này. Chút nguồn nữa. Mình tháo sẵn ra để các bạn dễ quan sát thôi, còn để thao tác để tháo được cái vỏ này ra luôn rồi. Qua một số thao tác khác nhé. Chỗ này nó có cái nẹp ban đầu là nó có cái vỏ ngoài thì mình đã tháo ra này. Xong một cái nẹp nhựa này. Về thao tác tháo lắp ấy thì ban đầu nó có cái vỏ đen ở ngoài này, mình tháo vỏ đen ra này, xong mình tháo cái nẹp vòng đây này. Bên trong này có mạch mạch nguồn và mạch điều khiển hiển thị ở đây thì hai tấm này mình kiểm tra sơ bộ thì không vấn đề gì nhé. Sau khi mình nhấc được này ra này, thì mình nhấc cái thằng này này. Cái thanh sắt đứng ở đây này, ban đầu là nó ốp nó che cái tấm gỗ đây nhá. Nó gắn băng dính vào mình lười mình không nhấc hẳn ra. Ban đầu nó kiểu ốp này này, mình gỡ ra như này nhá. Cái dây này đang gắn vào nút điều khiển thì tháo ra nhưng mình lười cứ để đây. Vì nó không ảnh hưởng đến thao tác lắm. Bây giờ mình sẽ thay con IC này nhá. Mình đặt mua được trên mạng bên Trung Quốc 50.000 một con về. Tháo ra thay thử nè. Sau khi mình thay này, cái đèn này nó sáng ổn định rồi nhá. Các bạn nhìn ở dưới góc tay mình này, chỗ này có mấy cái đèn này, nó sáng ổn định nha. Mình kiểm tra nhiệt nha. Giờ là nó sáng ổn định đều nhá, không như lúc nãy là sáng ở một điểm này. Bây giờ sáng ổn định đều, nó chỉ tầm 33 độ thôi nhá. Lúc nãy là 68 độ, bây giờ 33 độ thôi. Đấy, như vậy là chắc là được sửa ok đấy. Cái này thì mình không có chuyên môn nhé. Mà mình chỉ sử dụng cam nhiệt, mình thấy bất thường thì mình thay thôi. Nếu mà các bạn nào mà gặp cái màn hình kiểu như này này, các bạn thấy cái nó chớp chớp hoặc là nghe tiếng réo của con IC này nhé, thì thay như mình có khả năng được nhé. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.